Giờ đồ xịt của mẹ bột đã cho cháy, chúng ta cần nướng trong lò tại nhiệt độ. Chờ xem đi. Ta đang quay phim để làm lốc ẩm thực của tớ mà. Tớ nói đến đâu rồi nhỉ? Chúng ta cần một cái lò nướng đã làm nóng. Không được đâu, lò nhà mình hỏng mất rồi. Cái gì? Ừ, phải 3 ngày nữa thợ sửa lò mới tới cơ. 3 ngày? 3 ngày sao? Tớ không chờ lâu tới vậy được đâu. Đầu bếp Samuel không thể chờ được. Bình tĩnh nào đồ bếp Samuel. Hít một hơi thật sâu nè, tớ nghĩ ra giải pháp rồi. Có biết rằng có một vài loại bánh không cần nướng mà đúng không? Nhìn này, tớ đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Oh yeah, thế là blog của tớ được cứu rồi. Chào cả nhà yêu, hôm nay chúng ta sẽ không nướng bánh mà là làm bánh đó. Ý tớ là tụi mình sẽ làm bánh phô mai mà không cần dùng lò nướng luôn. Nhớ like cho tụi tớ nếu các cậu cũng thích ý tưởng này nha. Ừ, nhiều bánh quy quá ta. Tớ có thể ăn một hoặc hai chiếc. Không đâu Sammy, chúng ta cần đủ 450g đó. Nếu cậu muốn phụ thì hãy bỏ một thanh bơ lạt vào quay trong lò vi sóng hộ tớ nha. Nhưng phải cẩn thận đấy, trong lúc đó chúng ta làm ồn một chút nhé mọi người. Các bạn quan sát kỹ chưa nào, bánh quy Graham phải được nghiền thật mịn ra nha. Tớ cũng có thể nghiền bánh quy được á. Simi, bơ của tớ đâu? Để một tẹo, tớ có bao giờ quên cái gì đó mà của cậu này. Giờ chúng ta sẽ cẩn thận đổ bơ vào đây nhá. Và trộn hai nguyên liệu này thật là kỹ. Siêu, tớ hiểu rồi, cậu đang làm vỏ bánh phải không? Chuẩn luôn Sammy ạ, như này, chúng ta đã chuẩn bị xong phần vỏ bánh rồi. Ha, đồ bếp Samuel luôn chỉ cảm được mọi thứ liên quan đến bánh trái mà. Ok là, giờ chúng ta cần một cái khuôn nướng đáy rồi. Chờ chút đã, sao cậu bảo hôm nay tụi mình không cần nướng bánh nhá? Sao mà cậu lại thiếu kiên nhẫn thế nhỉ Sammy? Cậu chẳng để tớ giải thích gì cả. Tụi mình cần cái khuôn nướng này để tạo hình cho vỏ bánh đó bạn yêu. Hãy đổ mọi thứ khỏi tô thật cẩn thận nha. Như vậy nè. Không còn một tí vụn bánh nào luôn. Tớ cứ tưởng biệt tài thưởng vị của tớ sẽ cần thiết chứ. Có thể biệt tài dọn dẹp của cậu sẽ hữu ích hơn đó xem. Cậu giúp tớ rửa cái tô thật sạch nhá. Tí nữa tụi mình sẽ cần nó để trộn nhân bánh phô mai ạ. Và đừng quên lau tô thật khô nhá. Trong lúc đó thì chúng ta sẽ dán đều vỏ bánh ra nhé mọi người. Như thế này này. Không thể tin nổi, cậu ấy chẳng cho mình nếm dù chỉ một tẹo. Và mình còn phải đi rửa chén nữa chứ. Thật quá đi. Cái tên slime cáu kỉnh này. Các bạn ơi, hãy ấn vụn bánh lên khắp cái khay nướng này nào. Thế là vỏ bánh đã được hoàn thành. Tụi mình sẽ để nó vào tủ lạnh trong 30 phút. Đợi tí nhé cả nhà. Các bạn nhỏ ơi, giờ tụi mình làm đến phần bánh phô mai rồi. Chúng ta sẽ dùng một cái tô nhỏ có sẵn nước như thế này. Các cậu sẽ cần cái tô này để trộn hỗn hợp thạch đó. Nhớ là phải dùng nước lạnh nha. Chuẩn, không cần chỉnh lên xem ạ. Giờ tụi mình đổ bột thạch vào đi. 2 thìa canh là đủ nhá. Đây nhá. Và giờ tụi mình phải trộn thật là đều nè. Trộn qua bên trái, rồi trộn qua bên phải. Trộn thật là đều tay lên cái nè. Có phải rapper Sam đang on the mic không thế? Trộn hỗn hợp nghỉ 5 phút rồi quay đi xong 30 giây. Good, good, good. Chà chà, vừa rap vừa làm bánh. Cậu đúng là đa di năng đó nha, Sammy. Cả nhà ơi, đến lúc tụi mình thêm kem phô mai vào tô sữa đặc này rồi. Trông ngon thế nhỉ. Giờ chúng ta sẽ trộn đều lên. Để làm thế thì tớ sẽ dùng máy trộn. Cả nhà ơi, hãy nhờ người lớn giúp các bạn ở công đoạn này nhé. Nhanh nhờ mọi người. Sammy ơi, đến phần cậu thích nhất rồi nè. Oh yeah, ngon quá đi. Lại đây với Sam nào. Sammy. Tiếp theo tụi mình sẽ thêm một chút kem. Đổ cẩn thận nhá. Thế là xong. Và trộn thật kỹ hỗn hợp này như mọi khi. Sammy ơi, cậu làm đến đâu rồi? Đợi tớ một giây. Tên slime này lúc nào cũng làm tớ ngạc nhiên hết ạ. Máy trộn này siêu siêu. Cảm ơn Sammy nha. Chúng ta cùng làm ồn một lần nữa nào. Chú ơi, cậu quên mất cái gì rồi thì phải. Đúng rồi nha. Cả nhà ơi, các cậu có thể làm chảy sô-cô-la trắng bằng cách chưng trong nồi ạ. Và đừng quên mất hỗn hợp thạch nhá. Sammy ơi, không có cậu tôi biết làm sao đây. Hãy đổ nó vào hỗn hợp này luôn nào. Và cả tinh dầu vani nữa. Đây đây, tớ đã đổ xong rồi.
Chuẩn, như vậy mới ngon lành chứ. Ôi không, nữa sao xu. Nhưng tụi mình phải trộn đều hỗn hợp này một lần nữa mà xem nhỉ. Thế thì tớ đi tìm cái tay nghe đây. An yên hơn rồi. Simi ơi, cậu mang giúp tớ 6 cái tô bé lại đây nhá. Cái gì? Mang giúp tớ 6 cái tô với. Cậu cần cái ô hả? Hay là lô uốn tóc? À, không, Simi ý tớ là... thôi thì các cậu đợi tớ chút nhá. Tớ cần mấy cái này này Simi. Hóa ra ý cậu là vậy. Xin lỗi nha. Không sao đâu mà. Giờ chúng ta sẽ chia nhân thành 6 phần bằng nhau nhá. Và giờ chúng ta cần 6 loại gel thực phẩm có màu sắc khác nhau. Chúng ta nên bắt đầu với màu nào đây Simi? Tớ đã chuẩn bị một bảng màu đặc biệt rồi nè. Và màu đầu tiên chính là vàng. Wow, ý tưởng đỉnh của Chop quá Simi. Ok, tụi mình bắt đầu với vàng đi. Các bạn nhỏ ơi, một vài giọt màu là đủ rồi ạ. Một và hai. Tuyệt vời, các cậu biết gì không? Chúng ta sẽ trộn đều hỗn hợp này lên đó. Phép màu nè. Xịn xò ghê, tiếp theo là màu gì nào Simi? Là xanh dương. Và tụi mình lại trộn đều. Xinh thật sự. Đó, tiếp đến là đỏ. Wow, tụi mình làm xong rồi hả Xu? Cả nhà ơi, các cậu có thấy thích mắt không? Hãy like nếu đồng ý nha. Simi ơi, tớ có thể nhờ cậu mời nữ hoàng Elsa ghé qua giúp tụi mình một chút không? Trong lúc đó thì tớ sẽ lấy phần vỏ bánh ra. Elsa của tụi mình đó hả? Ok. Vỏ bánh đã sẵn sàng rồi này các bạn. Giờ tụi mình có thể đổ phần màu đỏ của nhân bánh vào khuôn nướng đáy rời. Tớ đang thắc mắc không biết Simi đi đâu rồi. Elsa đến rồi nè. Xin chào bạn yêu, tụi tớ cần một chút phép màu của cậu đấy. Cậu giúp chúng tớ nhé. Ok là dễ mà. Cả nhà ơi, các cậu cần đặt bánh vào tủ lạnh trong vòng 20 phút sau mỗi lần thêm một tầng mới nha. Chúng tớ quyết định sẽ tăng tốc quá trình này bằng phép thuật băng giá của Elsa. Tớ hiểu rồi, cậu thông minh thật đấy chứ. Tớ biết mà, đổ vào này. Màu lên xinh xẻo ghê, hoàn hảo thật. Tớ không nghĩ là làm bánh lại dễ dàng như thế này luôn đấy. Cậu nói đúng đó Elsa. Tiếp lớp nữa này. Chỉ còn mỗi tầng màu tím nữa là xong. Tớ muốn nếm bánh của tụi mình lắm luôn rồi. Khi các bạn đã làm xong các tầng, hãy đặt bánh vào tủ lạnh để nó đông lại ít nhất là 4 tiếng nha. Trừ khi mọi người có một cô bạn biết phép thuật băng giá. Sao tự nhiên tớ thấy vỏ bánh hơi thấp thế nhở? Chẳng biết gì hết đấy chứ. Các bạn nhỏ cũng thế. Ok, như vậy thì tuyệt hơn nhiều luôn. Giờ chúng ta cần trang trí bánh. Siêu gì ơi, tớ nghĩ tụi mình cần trang trí bánh á. Đúng là ý tưởng lớn gặp nhau xin mẹ ạ. Tớ đang làm kem tươi luôn đây này. Khoan, tớ sẽ ghi lại hết tất cả các thành phần. Tớ muốn chia sẻ công thức này trên blog ẩm thực của tớ ấy, chứ có được không? Được chứ, cậu ghi lại đây nè. 250ml kem tươi nè. Nửa cốc sữa đặc. Hả, sữa đặc? Ok. Suýt thì tớ quên mất. Thêm vài giọt tinh chất vani nữa. Món tớ thích á. Tớ đoán giờ là lúc dùng máy trộn đúng không? Chuẩn không cần chỉnh. Cảm ơn xem. Bắt đầu nào. Cả nhà ơi, nếu các cậu không thích dùng máy trộn thì hãy nhờ người lớn giúp mình nha. Đúng thế đấy, người lớn sử dụng đồ gia dụng cũng sẽ sạch sẽ hơn nữa. Phải không nào Simi? Chính xác, hôm nọ tôi quên đóng nắp máy trộn á. Cũng vui lắm, nhưng mà xin tớ bay hết lên trần nhà luôn. Tớ thì chẳng vui đâu vì tớ phải dọn hết đông đó cậu biết đấy. Cơ mà kem tươi đã được hoàn thành rồi này cả nhà. Tụi mình cùng trang trí để bánh xinh cả ở bên trong lẫn bên ngoài luôn nha. Một túi bắt kem sẽ được việc lắm đây. Tụi mình sẽ làm như thế này. Đây chính là một trong những công đoạn tớ cực thích khi làm bánh đó. Mà này, trước khi trang trí các cậu nhớ cẩn thận lấy bánh ra khỏi khuôn và đặt nó vào cái đĩa mình thích nhá. Một xoắn nữa ở đây nè. Tuyệt quá.
Đừng quên cố nhá sư. À, tớ để dành nhiệm vụ đó cho cậu ấy xin. Ok, tránh đường nào. Càng nhiều cốm càng ngon đó nha. Tớ nói có đúng không mọi người? Hãy like để đồng ý nha. Wow, cái bánh trông đỉnh thật. Tụi mình cùng quan sát sự xinh xẻo này nào. Bình tĩnh nào Sim nhỉ, đừng làm bể cái gì nhá. Ok rồi cả nhà ơi, các cậu đã sẵn sàng ngắm nhìn vẻ đẹp tiềm ẩn của bánh chưa? Bắt đầu nhá, nhưng nhớ cẩn thận khi dùng dao đấy, các cậu phải nhờ người lớn giúp nhá. Nhanh tay lên Siêu ơi, tôi không thể chờ để nếm thử nữa rồi. Từ từ thôi Sim, ý tụi mình phải chiêm ngưỡng cái cầu vồng vi diệu này nữa chứ. Tuyệt vời. Ủa Siêu ơi, nhìn còn đẹp hơn tôi tưởng tượng nữa cơ. Sẽ ngon tuyệt lắm cho xem. Đỉnh của chóp Siêu ơi. Tớ mừng vì cậu thích xem mẹ ơi. Hôm nay nấu ăn với mọi người vui quá đi. Nhớ đăng ký kênh của tụi tớ và nhấn nút chuông để không bỏ lỡ video ngon lành nào nha. Chuẩn, nếu các cậu phải làm thử cái bánh phô mai cầu vồng này tại nhà nhờ. Sẽ thích lắm đấy. Hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.